dạ em an nguyễn xin chào anh chị em khách hàng em giới thiệu cho mấy anh chị mình một cái chiếc bàn công thái học hàng của nhà máy bình dương và xuất khẩu đi amazon mỹ mấy anh chị thì chiếc bàn này nó trong nó 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 cũng thường chứ nó chưa phải nó xịn như CSVS tại vì cái cái mặt bàn này nó vẫn là gỗ mdf mấy anh chị nhưng mà nó là một chiếc bàn nâng hạ nha đó thì kích thước của cái bàn này để em đo trước mắt là em đo cái mặt bàn trước cho mấy anh chị ha À, 1m2 mấy anh chị ha Chiều dài là 1m2 nè Và chiều chiều ngang là à, 75 mấy anh chị ha Nói chung là nó cũng khá là lớn Thì à, đó ví dụ như em đang set up cho cái bé bé nhà em một cái bảng trắng rồi bàn bàn công thái học nè, nó để có, có thầy dạy thêm á mấy anh chị ha. Thì hoặc là mấy anh chị mình có thể set up cho mấy cháu ở nhà nó có một cái chiếc bàn nó 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 tương thích với cái chiều cao của bé hoặc là lâu lâu bé có thể nó nó thích đứng làm việc đứng học hay là đứng làm một số cái công việc gì đó mà bé thích nó thì cũng khá là hay. như chiếc ghế này cũng có chỉ có 890 000 thôi. Và cái bàn công thái học này hôm bữa là em em qua kia bấm mà, cho nâng hạ luôn cho mấy anh chị mình xem luôn à, thì cái chiếc bàn công thái học này bữa em bán là ba triệu hai ha và em cũng muốn đẩy nhanh luôn bán và khuyến mãi luôn cho mấy anh chị à, nhân cái dịp mà em setup em thấy nó đẹp quá bán cho mấy bé thì à, để 3 triệu thôi rồi đây nè bây giờ em nâng lên cái chiều cao nhất của cái chiếc bàn ha mấy bé thì chắc có thể, hoặc là mấy anh chị mình dùng bàn này để làm việc cũng rất là ok luôn á rất là ok luôn chứ không phải là riêng cho các bé đâu đấy rồi lên cao mút tè luôn mấy anh chị ha rồi đây là cái chiều cao mà cao nhất mấy anh chị và đây nó có hiển thị luôn số mét luôn nè ha đó, rồi một mét hai ha một mét hai luôn chính xác luôn đó mấy anh chị rất là hay nha rồi bây giờ bấm xuống ha bấm xuống em nhớ nó là khoảng bảy bảy mươi xăng cái chiều mà thấp nhất và ở đây nó có luôn cả một cái uh, bộ nhớ mấy anh chị ha rồi số 1, số 2, này, bấm memory này. tức là nó sẽ nhớ lưu lưu nhớ được cái cái chiều cao mà mình set up ví dụ như thấp nhất là số 1 đi và cao nhất là số 2 đó thì mấy anh chị mình có thể set up được được luôn. Đó, cho nó phù hợp với mấy anh chị. nó 71.3 mấy anh chị ha, thấp nhất. Đó, thì nó có một cái motor. À, chiếc vàng này nó chân của nó rất cứng chắc mấy anh chị ha, bằng sắt hết, sắt sơn tĩnh điện hết ha. Hàng này hàng xuất khẩu đi nha mấy anh chị nha. Nó và nó có một cái motor duy nhất và nó kéo bằng một cái hệ thống trục mấy anh chị ha, một motor thôi. Để nó giảm giá thành. Có những cái loại bàn là nó hai motor nhưng mà giá nó cao lắm thì chiếc bàn này cũng khá là hay và giá cũng đang rất là tốt mấy anh chị ha. Em bán chỉ có 3 triệu đồng thôi ha, 3 triệu đồng. Thì anh em nào lấy thì nhắn tin cho em ha thì về mấy anh chị mình nó có lộ ốc đồ sẵn hết rồi hàng nó nguyên thùng nhưng mà riêng cái cái mặt bàn này nè thì họ họ không có không có thùng mấy anh chị do là hàng họ dư tồn dư nó khoảng hai ba chục cái rồi à, em ôm hết lô này luôn và dư hai ba chục cái thì em họ không có đóng cái thùng tại vì cái thùng đó thùng zin mà của cái mặt bàn này á nó có cái 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 logo của hãng ha và họ không dám đóng cho nên là họ đóng bằng một cái thùng tấp đỡ một cái thùng carton tông khác nó không có thương hiệu không có gì trên đó đó cho nên là mấy mấy anh chị mình cứ yên tâm à, xài thì ok còn cái cái motor mà để nó nó nâng hạ cho các chiếc bàn này á, là nó là điện auto luôn ha từ 100 cho tới 220V luôn ha có cái catalog hướng dẫn lắp ráp được các thứ nhìn rất là đẹp mấy anh chị ha à, thì đó em set up cho uh, bé nhà em một chiếc bàn để các bé nó ngồi nó học nó thoải mái đó. À sẵn đây em cũng quay clip luôn cho mấy anh chị à ở đây nó có à, nó có à, em có mua một cái cuộn à, à, cái cuộn bản à, bản à, bản từ mấy anh chị cái này nó có từ tính với mấy anh chị à, cái này nó thực ra nó, nó rất là dày nha nó dày em nhớ nó khoảng hai à, ly hay gì đó ha một một ly mấy hai ly gì đó và nó có keo ở phía sau và có thể dán lên được luôn ha à, tức là dán dây, dán dán lên kính dán lên tường ha tường mà tường của mấy anh chị mình uh, tường uh, tường gì ta à, tường mà nó uh, không phải tường sơn mà giống như uh, kính hoặc là cái cái gì mà có thể dán lên được tại vì nước gạch. sơn đó, uh, gạch á tường gạch luôn, còn nguyên nguyên bản nha là mình có thể dán lên được luôn đó và mình có thể viết ha mình viết đây là cái loại viết mà dùng để viết bảng mấy anh chị ha nó cho các bé nó học đó, và bôi bôi cũng rất là đơn giản bôi bằng tay bằng gì mà nó rất, rất là ok lắm anh chị ha em em mua cái này cũng chín trăm chín trăm mấy á uh đó và nguyên một cái cuộn thì thực ra nó nó rất là dài ha nó rất là dài nó cuộn tới mấy chục mét lần ha thì à, à, anh chị nào có có nhu cầu một cái cái bảng à, cái bảng này à, à, dành cho các bé nó nó ở nhà học như ví dụ như cái à, cái tấm bảng này của em là một mét à, à, một mét à, bảng của em nó lớn một mét à, hai nhân cho hai mét tư Mà anh chị mình có thể mua cái kích thước nhỏ hơn để cho các bé học à, hay, rất là hay mấy anh chị đây à, thì à, bé nhà em em có hai đứa đứa trai đứa gái cho nó có một cái không gian nó học hành rồi cho nó đàng hoàng tử tế xíu chứ bữa giờ cái kho em thì đứa phòng cái nó, nó học nó hơi lơ là lắm anh chị à, <laughs> rồi ok anh em cái này riêng cái phần bản viết này á thì để em coi em chia ra coi một mét nhiêu tiền em chia ra cái mấy anh chị có nhu cầu thì nhắn cho em ha rồi còn mấy cái mấy cái phụ kiện này để để em hỏi bên đó đặt hay là cái kho, cái kho cái kho phụ kiện nằm mấy bên kia đường kìa mấy anh chị sát bên em luôn. Nói chung giá nó cũng như giá gần như giá sỉ vậy đó. Cho nên là em để cho mấy anh chị mình giá đã bảo rẻ hơn mua mấy cái cái nhà người ta bán bán lẻ, nó bán giá như như giá sỉ vậy đó. Rồi, ok, à, anh em nào à, à, lấy bàn công thấy học thì à, nhắn tin cho em ha, 3 triệu đồng. Còn à, chiếc ghế này á, nhà chiếc ghế mà cho các bé ngồi học á, thì nó đơn giản như thế này thôi là đã ok rồi. Thì giá là 890. Còn ví dụ anh anh chị mình thích một cái ghế mà dành cho mấy anh chị mình hoặc là xịn hơn. Ha, à, hồi xịn hơn là đây là chiếc ghế này. À, thì giá chỉ 1 triệu 600 000 đồng Tất cả đều là hàng xuất khẩu đi Mỹ hết các anh chị. À, em là chuyên làm hàng xuất khẩu thôi. Đó, à, cũng giống như mấy cái tủ này thì mấy anh chị biết rồi đó. À, toàn hàng xuất khẩu hết. Mấy in Việt Nam chăm chăm hết mấy anh chị. À, rất là đẹp mấy anh chị thấy không? Đó. cái tủ này em cũng còn nè. Tủ này hình như là 4 triệu nè. Còn cái tủ này là bốn cũng chiều chính nè, rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng. À, có gì nhắn tin vô số điện thoại của em 0914466462 ha, hoặc là mấy anh chị mình nhắn tin vô zalo rồi em sẽ à, kêu mấy bạn tư vấn thêm hay là tư vấn rồi à, cho mấy anh chị hoặc là gửi hình gì đó. ha Rất một chiếc bàn công thể học rất là đẹp ha Xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng rất là nhiều ạ. À.